Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới đầu hè nhưng cả nước đã trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục hồi tháng 4 vừa qua. Điều đó báo hiệu mùa hè năm nay sẽ còn nắng nóng dữ dội hơn, đồng nghĩa với việc áp lực đối với việc cung cấp điện sẽ lớn hơn bao giờ hết. Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị yêu cầu ngành điện không được để thiếu điện cho sản xuất sinh hoạt trong mùa nắng nóng năm nay, nhưng để giảm bớt áp lực đè nặng lên ngành điện thì việc người dân và hộ kinh doanh cần chung tay sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả vẫn phải được đặt lên hàng đầu và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay khách mời của chương trình xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Viết Nguyên Phó trưởng ban kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN để trao đổi về những nội dung này à, xin chào uh, biên tập viên Huyền Phương chào uh, khán giả VOV vâng ạ à, lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay à, vâng thưa ông có thể thấy rằng là trong mùa hè năm nay thì như chúng ta cũng đã chia sẻ là được dự báo sẽ tiếp tục là một giai đoạn áp lực cực kỳ lớn à, cho việc là sản xuất cũng như là truyền tải điện và thủ tướng chính phủ thì cũng đã được yêu cầu là không để được thiếu điện trong mùa nắng nóng năm nay vậy thì ngành điện cũng đã và đang chuẩn bị như thế nào để có thể là thực hiện nhiệm vụ quan trọng này ạ vâng thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ cũng như là bộ công thương thì tập đoàn điện lực việt nam chúng tôi thì đã và đang triển khai đồng bộ một số các cái giải pháp quan trọng để đảm bảo cung ứng điện năm 2024. Cụ thể như sau, thứ nhất là chúng tôi tập trung vào các cái giải pháp về vận hành. Thì chúng tôi cũng giao cho Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia để thường xuyên theo dõi, cập nhật, dự báo, thời tiết và bám sát tình hình phụ tải cũng như là dự báo của Thủy Văn để xây dựng các cái kịch bản vận hành hệ thống điện cũng như là vận hành tối ưu cái hệ thống điện và thị trường điện để làm sao đó mà đảm bảo được các cái phương án cũng như các cái kịch bản mà cung ứng điện kể cả trong tình huống mà hệ thống gặp khó khăn nhất. À, chúng tôi cũng huy động tối đa các cái nguồn điện đặc biệt là các cái ưu tiên các cái nguồn điện như là năng lượng tái tạo, nhiệt điện than và nhiệt điện khí để ưu tiên tích nước tối đa cho các cái hồ thủy điện thì như chúng ta biết thì các cái hồ thủy điện và các nhà máy thủy điện thì nó đóng góp nó có đóng góp rất là quan trọng trong việc mà đảm bảo cung ứng điện và chúng tôi tăng cường cái tích nước cho các hồ thủy điện để giúp cho cái việc mà đảm bảo cung ứng điện trong các cái tháng nắng nóng mùa khô năm sáu bảy trong năm 2024 và chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng cùng với các tập đoàn tổng ty nhà nước như là tập đoàn dầu khí Việt Nam tập đoàn than và khoáng sản cũng như là tổng ty Đông Bắc để bảo, đảm bảo được cho cái việc là cung ứng đủ các cái nhiên liệu như là than và khí để vận hành toàn bộ các cái nhà máy nhiệt điện than, nhiệt điện khí cũng như đảm bảo về khả dụng của các cái nhà máy điện, các tổ máy của trực thuộc của các cái tập đoàn và tổng ty như là TKV và PVN. Chúng tôi cũng tăng cường nhập khẩu các nguồn điện từ Trung Quốc cũng như là từ Lào để có thêm cái dự phòng cho hệ thống cũng như là để tăng thêm cái tính khả thi trong cái việc mà cung ứng điện cái giải pháp thứ hai rất là quan trọng đấy là giải pháp nó liên quan đến đầu tư và xây dựng thì trong đầu tư xây dựng thì thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ thì trong năm nay thì có một dự án công trình trọng điểm quốc gia như chúng ta biết đấy là cái công trình đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch tới phố nối và giải pháp cuối cùng nhưng mà không kém phần quan trọng đấy là giải pháp quản lý phía nhu cầu sử dụng điện thì chúng ta biết thì cái nguồn cung thì nó sẽ có giới hạn nhưng trong cái đấy nhu cầu của chúng ta thì càng ngày càng nhiều với cái mức tăng trưởng rất là cao cơ hai con số thì cái giải pháp mà tập đoàn điện lực việt nam đã và đang tổ chức triển khai thực hiện đấy là cái giải pháp chúng tôi làm việc trực tiếp với tất cả các cái khách hàng sử dụng điện để chúng tôi uh, truyền thông, tuyên truyền về các cái cơ chế chính sách của nhà nước liên quan đến câu chuyện là sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm. À, vâng, ạ. như những gì mà ông chia sẻ thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là ngành điện đã và đang triển khai các cái giải pháp đồng bộ để có thể là thực hiện được nhiệm vụ mà thủ tướng chính phủ đã giao. À, tuy nhiên thì từ trước đến nay thì thủy điện vẫn được coi là nguồn cung cấp điện chính cho hệ thống điện quốc gia và chúng ta cũng thấy rằng là với tình hình nắng nóng như hiện nay thì nguồn nước cũng đã suy giảm. À, vậy thì cơ cấu nguồn sản xuất điện có thay đổi như thế nào thưa ông? À, và tới uh, cuối năm 2023 thì uh, toàn bộ cái uh, tổng công suất lắp đặt của toàn bộ hệ thống điện quốc gia của chúng ta thì đã lên tới 83.500 MW thì trong đó thì bao gồm cơ cấu các cái nguồn thủy điện các nguồn điện cũng rất là đa dạng như là thủy điện là chúng ta có là 23.400 MW và chiếm tới 28% trong tổng công suất đặt của toàn hệ thống. Tương tự như vậy thì các nhà máy nhiệt điện than thì chúng ta cũng có 27.500 MW và chiếm 33% trong tổng công suất lắp đặt đặc biệt là năng lượng tái tạo với cái cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển của chính phủ thời gian qua thì tới thời điểm hiện nay thì toàn hệ thống của chúng ta thì cũng đã có 23.000 MW công suất và cũng đã chiếm tới 27% tổng công suất đặt của toàn hệ thống điện. Và tiếp theo là các cái nguồn như là nguồn nhiệt điện khí thì chúng ta cũng có là 7.300 MW tương ứng 19% tổng công suất đặt và nhiệt điện dầu thì chúng ta cũng có là 1.300 MW tương ứng 11,5% tổng công suất đặt và các cái nguồn khác thì cỡ 1.000 MW tổng công suất. Thì như vậy thì cái cơ cấu nguồn điện ở Việt Nam chúng ta hiện nay thì có lẽ là chỉ trừ mỗi hạt nhân là chúng ta chưa triển khai. Còn lại là tất cả các cái nguồn dạng thủy điện, nhiệt điện, rồi khí, dầu và đặc biệt là năng lượng tái tạo thì chúng ta cũng đã có rất là đa dạng. Trong tổng công suất đạt là 83.500 MW của toàn hệ thống điện thì tập đoàn điện lực Việt Nam thì đang sở hữu là chiếm cái tỷ lệ là cỡ 38% trong tổng công suất đạt này. Và cái số còn lại là phụ là là do các cái tập đoàn tổng ty nhà nước như là tập đoàn dầu khí, tập đoàn than và khoáng sản và một và còn lại là các cái chủ đầu tư là các tư nhân tham gia đầu tư và và vận hành các cái nguồn điện này À, rõ ràng là như những gì ông chia sẻ thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là nguồn cung của EVN là vô cùng đa dạng. À, tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy có một thực tế là hiện nay thì áp lực lên ngành điện cũng đang ngày càng lớn. À, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội thì nhu cầu sử dụng điện trong sản xuất kinh doanh cũng như là của cá nhân thì ngày một tăng cao theo. À, tuy vậy thì đối với ngành điện trước hết là nói trong đến câu chuyện là tiết kiệm điện trong ngành thì EVN cũng đang có những cái giải pháp gì để có thể là giảm tổn thất tối đa thì tập đoàn điện lực Việt Nam cũng đã triển khai rất là nhiều các cái giải pháp từ giải pháp quản lý, giải pháp áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng các cái thiết bị như là lưới rồi đường dây và trạm biến áp và vận hành một cách tối ưu hệ thống thì chúng tôi cũng đã đạt được những cái kết quả rất là khích lệ và đến thời điểm hiện nay như năm 2022 thì tổn thất của chúng toàn hệ thống chúng ta đã giảm xuống 6,24% và năm 2023 thì chúng ta đã đạt được là 6,05%. Thì với như vậy thì cỡ hơn 10 năm nay thì cái, cái kết quả mà thực hiện tổn thất của của hệ thống điện cũng như tập đoàn điện lực Việt Nam thì chúng tôi đã và đang thực hiện rất là tốt bằng và tốt hơn các cái chỉ tiêu mà chính phủ cũng như là bộ công thương sao. Thì ừ. nội dung tiếp theo đây là cái công tác tiết kiệm điện. Thì tập đoàn điện lực Việt Nam thì vừa đảm bảo cái cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội cũng như là tiêu dùng của nhân dân thì song song thì chúng tôi cũng thường xuyên thực hiện các cái chương trình tiết kiệm điện theo các cái chương trình của chính phủ như là chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả rồi chương trình quốc gia về quản lý phía nhu cầu và toàn bộ gần 100.000 cán bộ công nhân viên của tập đoàn điện lực Việt Nam thì đều đã quán triệt và chúng tôi cũng là nhân rộng ra ngoài cộng đồng xã hội để lan tỏa được những cái thông điệp như là tiết kiệm điện thành thói quen chẳng hạn hoặc là tắt khi không sử dụng rất 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 nhiều các cái giải pháp để chúng tôi đã và đang áp dụng và tinh thần là tập đoàn điện lực Việt Nam luôn luôn phải là đơn vị là tiên phong trong việc là thực thi các cái quy định của nhà nước liên quan đến sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả. À, vâng ạ, chúng ta có thể thấy rằng là đối với bản thân EVN thì cũng đã nhờ sớm nhận thức được những cái nhiệm vụ quan trọng mà đã có những cái giải pháp phù hợp. À, vậy thì còn với tư cách là bên cung cấp điện thì ông có lời khuyên gì đối với các khách hàng là doanh nghiệp trong việc là sử dụng điện một cách hiệu quả? chúng tôi nghĩ thì đối với doanh nghiệp thì có lẽ là tập trung vào hai cái nhóm giải pháp chính. Đầu tiên có thể nói đó là cái giải pháp liên quan đến công tác quản lý đối với doanh nghiệp. thì chúng ta cũng phải đối với doanh nghiệp thì chúng ta cũng phải xây dựng các cái quy định quy chế liên quan đến sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả trong nội bộ của cơ quan mình. Để chúng ta cũng phải tăng cường cái công tác truyền thông để nâng cao nhận thức cho tất cả các cán bộ công nhân viên các phòng ban đơn vị để chúng ta thực hành các cái hình thức mà các cái phương pháp mà sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả ví dụ như chúng ta chỉ cần thay đổi thói quen thay đổi hành vi trong sử dụng điện như là chúng ta đi ra khỏi phòng chúng ta không dùng thì chúng ta có thể là tắt tắt điện tắt đèn đi cũng như là cái thiết bị điều hòa thiết bị làm mát hệ thống làm mát và thông gió ở các cái doanh nghiệp thì chiếm một cái tỷ trọng điện năng cũng cũng rất là lớn có thể nói là một trong những cái nhóm gọi là chúng tôi hay gọi là phụ tải thay vì chúng ta để nhiệt độ là 18 20 độ thì chúng ta cũng nên để ở cái mức là từ 26 độ trở lên chúng ta không mất nhiều chi phí, chúng ta chỉ thay đổi cái hành vi các cái cách thức cách quản trị thì thì chúng ta cũng đã có thể là mang được những cái hiệu quả tiết kiệm từ 10 đến 15% cho doanh nghiệp. Nhóm thứ hai đây là cái nhóm mà chúng ta phải có những cái thay đổi về kỹ thuật, về đầu tư. Thì ví dụ như chúng ta có thể là thiết kế lại các cái trang thiết bị mà tiêu thụ điện, sử dụng điện, ví dụ như trong doanh nghiệp thì có thể là chiếu sáng, điều hòa thông gió, các máy móc, các thiết bị motor, dây chuyền băng tải thì chúng ta cũng nên sử dụng các cái thiết bị điện mà nó có hiệu suất cao, thiết bị điện mà có dán nhãn so sánh hoặc là nhãn ngôi sao năng lượng theo cái chương trình chung của chính phủ và bộ công thương và cuối cùng thì chúng tôi cũng muốn gửi kiến nghị đấy là cái chúng tôi thấy là cái vai trò của người đứng đầu của người, người lãnh đạo doanh nghiệp mà quan tâm đến cái công tác này thì chắc chắn thì sẽ truyền được những cái cảm hứng và có được những cái chỉ đạo nó sát sao để giúp cho toàn bộ cán bộ công nhân viên cũng như là chính cái doanh nghiệp đấy để chúng ta thực thi tốt cái việc là sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm với những khách hàng là cá nhân thì sao ạ à, ông sẽ có những lời khuyên gì để cho những khách hàng cá nhân họ có thể là sử dụng điện vừa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng nhưng mà hóa đơn tiền điện lại cũng không tăng quá cao ạ trong quy định từ luật điện lực thì cũng khuyến khích người dân là chúng ta sử dụng điện một cách hiệu quả và tiết kiệm. Thì chính vì vậy thì trong sử dụng thì chúng ta cũng cố gắng là hạn chế là sử dụng nhiều điện, tức là rơi vào các cái bậc thang cao ấy thì chúng ta có thể thấy với cái biểu giá điện hiện nay thì như bậc thang từ số bậc thang thứ 5 và thứ 6 thì nó đã cao hơn cái bậc thang thứ ba là cỡ 40% thì trong hộ gia đình thì chúng ta nên lưu ý các cái thiết bị điện mà nó tiêu thụ nhiều điện năng ví dụ như là hệ thống điều hòa không khí chẳng hạn, đặc biệt là vào trong các mùa cao điểm nắng nóng như mùa hè năm nay. Cái riêng cái điều hòa không thì cái công suất tiêu thụ của điều hòa nó có thể chiếm từ 40 thậm chí là 70% cái tổng nhu cầu điện năng tiêu thụ trong hộ gia đình và nếu như chúng ta sử dụng các cái uh, cách thức điều hòa sử dụng điều hòa một cách hợp lý như là chúng ta đặt nhiệt độ từ 26 độ C trở lên và ban đêm chúng ta có thể tăng lên 27 đến 28 độ, chúng ta đặt cái chế độ giờ vệ sinh uh, điều hòa thì riêng cái vệ sinh điều hòa mà trước trước cái kỳ nắng nóng hoặc trước thời điểm chúng ta sử dụng thì nó cũng giúp cho chúng ta tiết kiệm được cỡ từ 10 đến 15% rồi. Tương tự như vậy thì đối với các thiết bị như là tủ lạnh rồi um, bình nóng lạnh chẳng hạn rồi các thiết bị điện khác như là nồi cơm điện và bếp từ thì đấy là những cái thiết bị mà nó tiêu tốn rất nhiều điện năng trong uh, trong hộ gia đình và chúng ta cũng nên thực thi các cái mẹo hoặc các cái cách thức để chúng ta tiết kiệm thì tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như là chương trình quốc gia uh, về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả thì đều có các cái trang web và website thì trên đấy thì chúng tôi cũng đăng tải hết tất cả các cái cách thức hoặc là các cái cẩm nang để sử dụng điện một cách hiệu quả và tiết kiệm điện trong hộ gia đình. Và một cái cuối cùng thì cũng chúng tôi cũng muốn kêu gọi đó là chúng ta hãy tạo một cái thói quen là sử dụng điện tiết kiệm. Khi chúng ta đã thành thói quen ví dụ như ra khỏi phòng là chúng ta tắt điện, khi không có người trong phòng chúng ta tắt rồi tương tự như vậy đối với điều hòa, tivi rồi các thiết bị sử dụng điện khác thì khi không dùng thì chúng ta nên tắt không để mà dùng mà lại tức là chế độ on mà lại không ai để cả thì thực sự nó rất là lãng phí một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông trần viết nguyên đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay để chia sẻ rõ hơn về những giải pháp góp phần đảm bảo nguồn điện cho người dân trong mùa nắng nóng cũng như là những gợi mở để giúp chúng ta có thể sử dụng điện một cách tiết kiệm và hiệu quả À, vâng thưa quý vị và các bạn, Việt Nam vẫn còn hạn chế về nguồn lực để đảm bảo an ninh năng lượng. À trong khi chưa có các giải pháp căn cơ bền vững thì vẫn rất cần đến những hành động nhỏ của mỗi người dân. Đó là mỗi người hãy có ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hãy tắt thiết bị điện khi không cần thiết. Và sau đây là một số gợi ý để chúng ta cùng tham khảo. Để tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả an toàn, chúng ta cần sử dụng điện theo nguyên tắc 4 đúng là đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu. Ở gia đình đối với thiết bị điện có công suất lớn như bếp từ, lò vi sóng, bàn là, lò nướng cần sử dụng 6 đúng gồm đúng chức năng, đúng nhiệt độ, đúng vị trí, đúng loại nồi, đúng thời gian và đúng kỹ thuật. Bên cạnh đó, cần kết hợp với các phương thức khác như sử dụng thiết bị điện tiết kiệm để nhiệt độ tủ lạnh hợp lý, không để quá nhiều thức ăn tránh tủ chạy quá tải. Đối với điều hòa để nhiệt độ vừa phải, kết hợp quạt và thường xuyên vệ sinh thiết bị để thiết bị chạy hiệu quả tiết kiệm điện đối với doanh nghiệp cần bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý thay thế thiết bị cũ lạc hậu hạn chế vận hành thiết bị công suất lớn giờ cao điểm thậm chí có thể bố trí sản xuất tăng ca giờ thấp điểm và giãn ca giờ cao điểm đồng thời có thể lắp đặt thêm điện mặt trời và cuối cùng là tắt thiết bị khi không cần thiết hoặc không còn sử dụng tránh lãng phí hạn chế nguy cơ cháy nổ những hành động này cần thực hiện thường xuyên liên tục để làm sao tiết kiệm điện trở thành thói quen